thú ăn kiến hay còn được gọi là gấu kiến. Chúng được gọi là gấu kiến bởi khi phần móng vuốt chi trước cuộn tròn lại, trông chẳng khác gì một con gấu trúc với màu lông trắng muốt cùng hai đốm đen. Thậm chí, khi nhìn xa, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng con vật kỳ dị này tồn tại hai đầu. Gấu kiến được các nhà khoa học phát hiện và có mô tả chính thức từ năm 1758. Chúng có nguồn gốc từ Trung và Nam Mỹ. Khác với bà con, họ hàng của chúng sống trên cây hoặc vừa trên cây vừa mặt đất, gấu kiến lại sống hoàn toàn dưới mặt đất. Gấu kiến có thị lực rất kém, tuy nhiên khứu giác lại rất phát triển. Độ tinh nhạy phân biệt mùi vị gấp 40 lần so với con người. Gấu kiến tìm kiếm và theo dõi con mồi qua mùi hương của chúng. Chúng có tuổi thọ khá cao. Trong môi trường nuôi nhốt, giam cầm gấu kiến có thể sống tới 16 năm. Gấu kiến là một trong những loài có vú, có thân nhiệt thấp